À, chào người nha, em về thì nó có một con Echo CS 3.4 nha, bản từ Made in Japan, mã số nó đây. Con này mới lắm nha, cái này là cái mùng cưa nó bán dơ thôi mọi người. Vệ sinh nó một cam đều lắm, mới tin. Cái này là cái tem nó bị cắt đứt, dán lại mọi người, dán lại. Mới lắm, mới tin. Nè, cái làm, ui. Còn nguyên bản luôn mọi người, xích thì khỏi ba rồi nha, làm nhông hết nha, mày chắc còn ba tấc rưỡi, mấy chắc còn ba tấc, mấy là mấy tay cục nha mày, tay ngắn nên là làm nó không có dài nha, làm dài nó nặng mấy, bộ đen thui, lóc đẹp nha mọi người, lóc máy đẹp, con này công suất là tới con này nó tương đương với Echo 3.4 á mọi người. Echo nồng đứng á. Như nồng con này hình như là 39 ly rồi. Con này có xả áp cho đây rồi nè. Hơi căng nha. Con này em bao hơi cho mọi người nha. Bao hơi, máy đủ đồ nha. Đó. Máy đủ đồ. Bên ngoài là không thấy bể vỡ gì hết nha mọi người. Này là cái bơm sân phụ. Con này để cho người 1.5 triệu nha, 1.5 triệu bao hơi đủ đồ. Đó, máy còn rất là đẹp. Thì này nó mất con ốc mọi người. Này nó mất con ốc nhưng em gắn cho con ốc nha. Ốc này ốc chưa bung mở hết nha. Đó, có sao nó vậy. Ốc này để em gắn cho con ốc nha. Rồi. Trong này thì phụ tùng nó nhiều. Em nó còn màu trắng nữa mọi người. Nó có màu trắng nữa. Màu trắng các con như là màu xanh nữa sao. Con này 1.5 triệu nha. Đó, 1.5 triệu. Thì anh chị cứ giảm 10% thì anh chị cứ trừ ra thêm 10% nữa, trừ ra 10%. 10% của nó là 150. Thì con này giá nó cũng rẻ rồi. Đó. Do tại tranh thủ với cái đợt hết cái tháng này là em không còn khuyến mãi nữa đó, là tranh thủ nha mọi người. Rất là nhiều anh em mua được những cái con máy mà xài lướt, máy đẹp cao tiền nhưng mà được khuyến mãi 10% nên là nó trừ đi rất là nhiều. Nó trừ đi một khoản tiền khá là cao, giúp mọi người bớt một ít tiền. Đây chú dọn nha. Đó, bao hơi. Đó, 1.5 triệu. Đó. Mọi người mua thì trừ thêm 10% ra nha. Không bao ship nha, mua thì hình thức thanh toán em vẫn nói, em nhắc lại luôn. Mình theo dõi kênh rồi mình mới mua hàng nha. Hình thức thì mình thanh toán em mới gửi hàng nha.